Ủa chứ nó cho nó có cho mua nợ không? Dạ. Người ta có bắn nợ không? Dạ cái này bên em đã có sổ riêng rồi, bên em có hai phương thức cho mình thanh toán luôn anh. À bác à như sao? Sao anh? Là bán sao phương thức thanh toán sao em? Nó làm ruộng mà nó cũng giới thiệu được mà nó làm ruộng rồi nó cũng tha nữa. Nó sợ nó tự cúp tôi nè.